Hello, xin chào và mấy anh, mấy chị và mấy cô, mấy bác. Một buổi tối và tràn đầy và hạnh phúc và bên gia đình và bên người thân. Thì hôm nay thì ông em thì cũng quay lại cái câu chuyện về cái tỉnh thất bồng lai. Thì em cũng có mà đôi lời và chia sẻ và như thế này. Thì năm chú tiểu những ngày qua thì trên cộng đồng mạng thì cũng rất là nhiều người và ủng hộ cho năm chú tiểu này. Thì thi mà thách thức trên hài thì cũng rất là ngoan. Thì những được các sư thầy trong chùa dạy rất là giỏi và dạy rất là tốt và ngoan và lễ độ và dạy những các đại điều hay lễ phải cho năm chú tiểu này, không dạy những cái gì sai hết và không dạy những gì mà xấu hết đó. Thì những các sư thầy em chọn rất là nó dạy rất là ngày đêm cho năm chú tiểu này đó. Thì năm chú tiểu này em thấy rằng thi mà thách thức trên hài này thì cũng rất là ngoan, cũng rất là giỏi đó. Thì rất là tốt. Thì năm chú tiểu này cũng đang mà chuẩn bị thi mà chỗ mà nó mà thách thức trên hài bao câu mà dự án rồi những và mấy anh mấy chị và trong nước và ngoài nước thì cũng đang mà ủng hộ và đang quan tâm đó. Thì cũng rất là tốt. Thì em cũng có mà đôi lời này thì em cũng và nhắn nhủ và gửi đến và một anh đó, tên là Lực Tàn. Hiện bây giờ anh Lực Tàn thì em không hiểu và nguyên do gì anh xem mà một video nào đó hay là anh xem những mà thông tin nào đó thì anh đứng lên anh chửi quậy mà năm chú tiểu đó và chửi những các sư thầy ông chổng thì rất là nặng nề đó. Em nói như thế này, anh Lực Tàn, anh phải xem thông tin video nào đó, thông tin nào đó cho chính xác, cho rõ ràng rồi anh á suy nghĩ lại cái đó đúng hay là cái này sai thì anh mới biết. Thì xong rồi anh mới nói cái này thì anh chưa có biết được những thông tin tỉnh thất bồng lai như thế nào. Thì anh rất là hồ đồ nhưng mà anh đứng lên anh chửi họ, em thấy là anh làm như vậy là không có đúng. Tại vì cái tỉnh thất bồng lai thì người ta là tu tâm dưỡng tánh, người ta dạy những các chú tiểu rất là ngoan ngoãn và những các sư hiện chổng hả, thì người ta không bao giờ người ta và đụng chạm đến anh, người ta không bao giờ người ta nói anh bất cứ là điều gì. Như á em thấy anh đứng lên anh chửi họ đầu chọc này đầu đầu chọc kia thì á, anh Lực Tạng làm như vậy thì không có đúng đó. Em thấy anh làm vậy là không có đúng đó. Thì anh Lực Tạng á phải suy nghĩ rằng mình là người đàn ông, mình chửi họ vậy là mình có được là nó lại ít gì không hay là mình được cái gì mà hay không. Tại sao mà mình không có mà cái cách và mình nó suy nghĩ lại như thế nào, hay là mình xem những tờ báo nào đó, thông tin nào đó mà không có đúng sự thật mà mình chửi người ta. Bây giờ mình tìm nguyên do thì mình phải tìm nguyên do là đi một chiều hướng cho đúng đó. Xong rồi mình hãy nói đó. Thì anh Lực Tàn thì anh phải có lòng quý tha, phải thương năm đứa trẻ đó mồ côi cha mẹ. Tại sao mà anh không thương họ? Năm đứa trẻ đó làm từ mồ côi cha mẹ, được các sư thầy nuôi cho học lớn lên đó, ai cũng ủng hộ. Và em nhưng mà em cũng vậy, em cũng ủng hộ những năm đứa trẻ đó. Giờ giờ năm đứa trẻ đó mà thấy mà gần mà nước mắt mà nó muốn rơi hết, tại vì họ đã mồ côi cha mẹ rồi. Thì mình phải bao bọc những năm đứa trẻ đó, những bàn tay năng yêu của mình bao bọc năm đứa trẻ đó. Thì mình phải làm chứ. Nhưng mà đằng này thì anh mà Lực Tàn thì anh đứng lên chửi mà trong tỉnh thất bồng lai, chửi những các sư thầy trong chổng thì nó rất là nặng nề. Em thấy rằng điều đó là anh Lực Tàn đi mà sai con đường của mình, đi rất là sai con đường của mình. Thì
anh phải phải chỉnh lại những lời nói của anh và cái hành động của anh. Anh phải bỏ cái xấu của anh ra đàng hoàng, thì á luôn luôn mọi người và ủng hộ anh nhé. Thì anh được tiền thì em thấy rằng anh phải có những hành động và làm cho đúng và suy nghĩ cho đúng, thì á mọi người luôn luôn ủng hộ anh và những năm đứa trẻ đó và năm và các chị thầy dân chủng thì họ sẽ và bỏ qua cho anh, thì không bao giờ là trách anh như thế nào hết đó. Thì năm đứa trẻ đó thì không bao giờ trách anh, em bảo đảm không bao giờ trách anh và những các chị hẹn giọng không bao giờ trách anh, tại vì anh mà sao hậu đồ chưa biết không tin như thế nào, anh đứng lên anh chửi khác mà chưa thầy ông chổng, chửi thầy ông nọ ông chổng nữa, thì em thấy rằng anh đi con đường anh là nó quá xa nhưng mà rất là sai trái, đi quá xa đó. Bây giờ thì video này thì em cũng gửi đến anh, thì em cũng chúc anh một năm mới và tràn đầy và hạnh phúc và luôn luôn mạnh mẽ và luôn 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 bên gia đình. Thì video này thì Nguyễn Tấn thì cũng ngừng tại đây. Thì chúc mấy anh mấy chị mình một buổi tối và tràn đầy và hạnh phúc và xem video và nhớ bấm nút và nó đăng ký và nó subscribe cho mà Nguyễn Tấn. Thì máy bay mấy anh chị.